Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. 871 vừa có một cái tin vui cách đây vài ngày trước là Kingdom 1871 đã mời được Bitbox Việt Nam anh em ạ, Boss Anh Vịt. Đây. Sức mạnh 193 triệu và điểm tiêu diệt 16 tỷ. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Dự kiến là rương vàng được thả rất là nhiều. Rồi, Boss Anh Vịt thì chắc anh em biết rồi, chơi rất là nhiều tài khoản và hầu như là cái tài khoản nào cũng ngày nào cũng nạp rương vàng và ngày nào anh em cũng được hit rương vàng. Đó, nhân tiện thì Boss 871 nhân tiện 871 cũng đã mời được một Bitbox Việt Nam cực kỳ lớn, thì qua điều đó chứng tỏ là anh em thấy được là 871 đánh KvK cũng cực kỳ uy tín. Nếu như anh em xem KvK của 871 thì tất nhiên là đánh KvK thì phải có thắng có thua đúng không anh em? Nhưng mà tuy nhiên là trong quá trình đánh thì chắc anh em xem thì anh em cũng thấy được 871 đánh KvK cực kỳ nhiệt. Đặc biệt là vua của 871 đã chơi là phải chơi khô máu, và thậm chí là anh em xem thì có những lúc là đánh on field, kể cả là đánh bằng xe. Những mùa KvK mà căng là đánh on field thì dead hết cả lính, và thậm chí là đánh on field cả bằng xe nữa anh em ạ. Đấy, cực kỳ uy tín đúng không anh em? Thì nhân tiện là Boss Anh Vịt cũng mới về 871 thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Thêm một cái nữa là 1871 thì cũng sẽ tuyển thêm một số mini boss nữa, với cái yêu cầu là mình thấy được R4 có mạc, đó chính là Killbon thì trên 3B nhé anh em. Killbon trên 3B. Với lại là đang cần tuyển thêm một số người chơi. Nói chung là anh em phải on nhiều, Killbon cũng phải khá khá để có thể là biết về cách xây cờ KvK, lead map, mạc các thứ khi mà đánh KvK. Thì 871 cũng đang tuyển, nếu như mà anh em có thời gian dành cho game nhiều hơn, gọi là đam mê về game nhiều hơn, thì anh em cũng có thể liên hệ với R4 của 871 để về nhé. Anh em có thể liên hệ trực tiếp là với là vua cũng được, hoặc cũng có thể liên hệ với R4 Việt Nam. Đây, ở đây nhé anh em. Đây, anh em có thể liên hệ trực tiếp với vua, hoặc cũng có thể là anh em liên hệ với R4 Việt Nam. Thì đây là Việt Nam nhé anh em, R4 của Việt Nam anh em cũng có thể liên hệ. Về cái phần di cư, xây cờ hoặc là mini boss thì cũng mời anh em về chơi. Thêm một cái nữa là ở 871 thì nhiều anh em hỏi là full Việt Nam hay là có vừa việc vừa hàng. Thì ở 871 thì khoảng 70% là anh em Việt Nam khá là đông, còn lại thì là hàng với Nhật. Nhưng mà hàng với Nhật thì chủ yếu là đa phần thì là boss là nhiều, boss với mini boss là nhiều, chứ còn chủ yếu là Việt Nam khá là nhiều nhá anh em. Đánh KvK thì phải nói là rất là ok anh em ạ. Vậy hiện tại thì như lúc nãy mình có sâu bầu clan rồi, thì 871 chỉ có một clan thôi. Đây, sức mạnh liên minh chỉ chơi một clan chính thôi. Và thêm một cái nữa, không những là vua là người Hàn, nhưng mà vua AB bên 871 thì thực sự là rất là thích anh em Việt Nam. Chính vậy là nếu như anh em về chơi thì tất nhiên là cái thiện cảm nó sẽ được lên cao rất là nhiều đúng không anh em? Cái đấy là hiển nhiên rồi, anh em xem nhiều về 871 thì anh em cũng thấy rồi. Rồi, còn video ngày hôm nay thì chia sẻ một chút về sự xuất hiện của Bitbox Việt Nam, Boss Anh Vịt vừa về 871 xong. Đó là tin vui cho những anh em hit rương giống như mình. Đó, thì đều Boss Anh Vịt thì anh em biết, nếu như anh em chơi ở Kingdom có boss thì anh em thấy đây, ngày nào cũng sẽ có rương vàng. Hôm nay là không biết mấy rương thôi, nhưng mấy ngày trước là ngày nào cũng có một hai rương. Nói chung là boss chơi rất là nhiều ạc, nhưng mà ạc nào ngày nào cũng nạp đều hết, không thiếu ngày nào hết nhá anh em. Tương tự như boss chơi ạc bên 18 cũng vậy, ngày nào cũng nạp hết. Đó, đây là boss Nhật nhá anh em, Sakura. Thì để cho anh em biết được cái tốc độ hit VIP như nào thì mình mới lên được cái VIP 15 cách đây khoảng tầm nửa tháng gì đấy, tầm nửa tháng. Đó, vừa lên được VIP 15. Thì bây giờ cái số lượng VIP thì mình đã hit free là được như đây. Tuy nhiên là cái cách mở thì nó tùy nhân phẩm, nhiều khi nhiều rương vàng anh em mở đen quá thì nó cũng không ra được điểm VIP nhiều. Đó, thêm một cái nữa là game thì ạc này thì anh em biết rồi, mình không đào game nhưng mà game vẫn rất là nhiều. Đó, là nhờ cái việc mà hit rương rồi các thứ thôi. Thế nên là nếu mà về được thì anh em cũng nói chung là anh em về đây được thì mini boss thì chắc chắn là cũng không quan tâm về VIP với game quá nhiều, nhưng mà anh em sẽ quan tâm đến tăng tốc. Chính vậy là khi mở rương vàng thì anh em cũng nhận được tăng tốc. Thì nói chung là về chơi có đông Việt Nam, nhưng mà lead thì vẫn là lead người nước ngoài, vẫn là vua người nước ngoài. Thế nên là cái việc mà anh em đóng góp được nhiều thì anh em sẽ nhận được phần thưởng cao, anh em đóng góp được thấp thì anh em được nhận phần thưởng thấp. Thế nên là mình nghĩ là mình tin chắc rằng là sẽ không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn về cái việc là người chơi nhiều, người chơi ít nhận được phần thưởng khác nhau. Cái này ở 871 là công bằng hết nhé anh em. Rồi, còn video ngày hôm nay thì Mình sẽ thử vận may lại với cái tài khoản này. Lúc trước đập một con dao bị xịt rồi. Đây. Đó, lúc trước mình có đập một con dao, hiện tại thì Hàng Vũ đang xài con dao này. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đập thêm một con dao nữa. Nói chung là đam mê thôi anh em ạ. Đó, người chơi hệ dao, nói chung mình cực kỳ thích con dao này. Đấy, thế nên là mình chơi. Còn về phần phụ kiện ấy, thì anh em cũng có thể ưu tiên là nâng sừng, rồi tới dao, rồi tới nhẫn. Nhiều anh em có hỏi là nếu mà đánh nhiều đạo thì có nên là lên nhiều sừng. Thì thực ra nếu mà đánh nhiều đạo thì anh em chỉ cần lên một sừng, còn đâu anh em lên 2 cái trống là được rồi. Tuy nhiên là không nạp với ít nạp thì khó có khả năng mà đánh được tới 5 đạo, đánh ồn phiêu chinh phạt, kể cả tướng về ghia các thứ nữa. Thế nên là mình vẫn ưu tiên lên sừng với dao là chính. Sừng dao là chính, sau đấy thì mới tới nhẫn hoặc là nhẫn trước. Chứ mình ít khi lên trống, bởi vì trống thì anh em đánh nhiều đạo thì nó sẽ có tác dụng hơn. Về quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Rồi còn bây giờ thì hạt này thì hình như mới đập được một có một cái mũ kỵ thôi, là có tài năng đặc biệt. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành đập tiếp cái dao này. Trước khi mình đập rèn cái dao này thì cũng xin anh em nhấn ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, đăng ký kênh. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Rồi về cái phụ kiện thì anh em sẽ tiêu tốn khá là nhiều nguyên liệu. Thế nên là đa phần là anh em nên đập trang bị trước và phụ kiện sau. Trang bị nó gồm có mũ, nón, giày, tay, áo, quần các thứ. Rồi cái phụ kiện là cái sau, bởi vì cái phụ kiện thì nó sẽ kích hoạt theo tỷ lệ. Ở con dao đòn tấn công thường có 30% cơ hội giảm 5% sức khỏe của mục tiêu. Có nghĩa là nó không khi nào, không phải là cứ mang dao vào là nó sẽ kích hoạt, mà nó chỉ có 30% cơ hội. Thế nên mình mới khuyến cáo với anh em là nên lên trang bị trước, nó là mũ, áo, quần, giày dép các thứ đó, vân vân. Rồi phụ kiện anh em sẽ lên sau thì nó sẽ là tối ưu hơn. Và phụ kiện thì anh em lên nó sẽ tốn nguyên liệu hơn. Ở đây là đều tất cả là đá, gỗ và da, thì nó tốn đều là 40-40 hết. Thêm một cái nữa là nó rất là tốn vàng, tới 50 triệu vàng nhé anh em. Còn những cái món vũ khí, mũ, quần áo, giày dép các thứ thì nó sẽ đỡ hơn. Về nguyên liệu nó cũng đỡ hơn, mà về vàng nó cũng đỡ hơn. Rồi, nổ không đây? À quên, chưa canh nha. Chắc chắn là nổ rồi, vì đây là gần tới Tết rồi mà không nổ thì hơi kỳ. Let's go. Bù, hồi đen. 2 con dao rồi anh em ạ. Cái dao này là cái dao thứ 2 rồi. Rồi mình có 2 con dao rồi. Con hạng mang một cái dao. Nào bây giờ đập dư thêm một cái dao nữa. 2 dao rồi anh em. Vừa ra món cam gì á, nãy giờ không để ý. Toàn là chữ nhất không à. Được một cái tam giác nè. Đèn vãi trưởng. Đấy vừa được cái cam này cái gì nha. Trang bị Vũ trang rồi, nãy mới được một cái cam. Đây, đội hình ô vuông, cái này mình lại không xài. Tốc độ hình quân bộ binh 3.2, thủ kỵ 1.6, mẫu bộ 1.5. Mình lại không xài cái đội hình ô vuông. Hầu hết bây giờ thì anh em đều sử dụng đội hình tam giác là chính. Sẽ thử xem cái này nha. Thu gom vàng. Tấn công kỵ, nhưng mà lại dùng cho đội hình ô vuông, cũng không dùng. Nhiều khi nó ra cam mà không dùng được thì cũng như nhau. Còn ra xanh mà ra đúng cái đội hình mà anh em thích thì nó sẽ hay hơn. Ở đây công kỵ nè, mẫu kỵ nè, cái này mà tam giác thì ngon. Đội hình ba cánh nè, tốc độ di chuyển rồi. Thực ra chơi kỵ thì dùng cái đội hình đó vẫn được. Này sát thương kỹ năng thì nó sẽ hay hơn. Đây nữa nè, ba cánh nữa nè. Nhiều khi ra cam mà cam không đúng cái đội hình thì cũng như là không có rồi anh em. Rồi đèn vãi cả trưởng luôn. Rồi nó có thêm cái event đây anh em. Đấy, ở trong clan mạnh thì nó là không làm thì vẫn có ăn. Mình donate mới được 19 cái. Bây giờ mình donate vào thêm được 50 cái. Đó, thống đốc phải có ít hơn 50 điểm đóng góp. Đó, phải hơn 50 điểm thì anh em mới có thể nhận quà rương được. Đó, bây giờ mới được 55 cái nè. Nói chung là cái sự kiện này nó cũng đơn giản thôi, anh em không cần phải tốn game đâu, hoặc là anh em sẽ tốn rất là ít game, nó khoảng 1-2k game là anh em cũng có thể nhận được cái skin nhà. Đây nó có ở đây nè anh em. Làm full các event là anh em sẽ nhận được cái skin nhà này miễn phí nhé. Tấn công bộ binh 5%, sức mạnh công trừ 5. Nhà này nhìn thì cũng khá là đẹp đấy, chứ anh em không cần phải tốn game đâu nha. Rồi, bởi vì anh em nhận cái quà này nó cũng có game trong đây đó, nên là đường nào là cái sự kiện này nó cũng là miễn phí thôi. Chơi thêm một cái số cái sự kiện khác nữa là cũng được. Thêm nữa nhỉ, 200 game rồi, 50 game không làm mà vẫn có ăn đấy anh em. Trong clan nhiều boss thì cũng sướng, ít mệt nghỉ. 100 game nữa. Đó, anh em ăn cái quà này hầu hết ở những cái đom mới ấy. Thường là những cái này nó sẽ full bởi vì acti nó cao ấy anh em, là anh em sẽ làm cái này nó full cực nhanh. Thêm một cái nữa là anh em có thể chơi event đó, nó cũng có này, vật phẩm nè. Nếu mà anh em là acti nhiều thì nhận cái bao lì xì này anh em cũng có thể có may mắn nhận tăng tốc và game ở trong đó. Thêm một cái nữa là cái sự kiện này đó, nó cũng có rất là nhiều phần thưởng các thứ, gói thỏ ngọc. Thì anh em nói chung là cái sự kiện này nếu mà để mua đổi cái skin nhà thì nó tốn không bao nhiêu game hết, và cũng có thể nhiều anh em mà siêng ấy thì sẽ là không tốn game luôn nếu anh em hoặc acti tốt. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một cái thông điệp, đó chính là Boss Anh Vịt cũng chào mừng Boss Anh Vịt vừa về 1871. Thêm một cái nữa là Kingdom 1871 thì cũng đang tuyển còn trống vài slot, thì vì chính vì vậy là cũng ưu tiên cho một số mini boss về chơi, cũng như là những anh em mà biết cách lead cờ, xây map KvK và có khả năng trực tuyến cao khi mà chơi KvK thì anh em cũng có thể liên hệ với chính vua AB hoặc R4 người Việt Nam để cho anh em thích trao đổi hay cũng được, để cho em tiện trao đổi, để cho nó thuận tiện hơn về cái việc di cư. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.